Chào bạn, tôi Hải Bùi đây. Hôm nay tôi sẽ nói cho các bạn một cái tư duy về tính giá thành để các bạn vào bất kỳ một công ty sản xuất hay dịch vụ nào, nói chung không phải là công ty thương mại, thì các bạn cũng đều biết cách tính giá thành hết đó. Nó rất là đơn giản, chứ không phải mình đang làm tính giá thành của công ty sản xuất nước suối, mình qua công ty sản xuất ô tô mình không biết tính giá thành. Đúng không? Rồi bây giờ tư duy nè. Thì bây giờ nguyên tắc á, các bạn muốn tính giá thành của một sản phẩm, của một dịch vụ, của một cái công trình nào đó, thì 100% các bạn phải có 621, 622, 627 của chính sản phẩm dịch vụ công trình đó. Đây là cái tư duy mà các bạn phải thuộc trong đầu. Rồi các bạn rõ chỗ này chưa? Muốn tính giá thành của sản phẩm dịch vụ của công trình nào thì bắt buộc phải có 621, 622, 627 của sản phẩm dịch vụ công trình đó. Nếu mà bên xây dựng nữa thì các bạn có thêm 623 nữa, chi phí sử dụng máy thi công. Đúng không? Rồi. Và cái vấn đề tiếp theo nữa nè là các bạn phải xác định được cái đối tượng tính giá thành của các bạn là gì. Đúng không? Ví dụ như các bạn mà làm ở nhà hàng buffet, giá vé là 500.000 đồng trên một người lớn, trẻ nhỏ 250.000. Đó là doanh thu các bạn khi các bạn xuất hóa đơn đầu ra. Các bạn xuất là vé. Như vậy vào ăn buffet vé 500.000, các bạn ăn rất là nhiều món. Như vậy cái đó gọi là combo rồi. Đúng không các bạn? Như vậy các bạn bỏ 500.000 ra, các bạn cho dù các bạn ăn ít hay ăn nhiều cũng tính 500.000. Như vậy hóa đơn đầu ra viết cái sản phẩm dịch vụ gì thì đầu vào các bạn tính giá thành của sản phẩm dịch vụ đó. Nhớ cái này cho tôi. Hóa đơn đầu ra các bạn xuất sản phẩm dịch vụ gì thì đầu vào các bạn phải tính giá thành của sản phẩm dịch vụ đó. Như vậy đối với nhà hàng buffet, các bạn xuất hóa đơn là đầu ra là vé thì 100% giá thành các bạn phải tính theo vé, chứ không thể nào tính món ăn được. Tính món ăn đâu giải quyết được cái bài toán gì, đúng không? Các bạn phải tính giá thành theo vé thì giữa 632 và 511 nó mới khớp nhau, nó mới gọi là phù hợp. Như vậy cái vấn đề xác định đối tượng tính giá thành nó rất là quan trọng. Mình xác định sai hướng thì mình sẽ làm sai, còn mình mà xác định đúng hướng thì mình sẽ tập hợp 621, 622, 627 nó đúng. Rồi rõ chưa? Rồi như vậy là trong tư duy của mình muốn tính giá thành của sản phẩm hàng, của sản phẩm dịch vụ của công trình nào thì bắt buộc chúng ta phải tập hợp riêng được 621, 622, 627 cho những cái sản phẩm dịch vụ công trình đó. Đó là cái tư duy trong đầu. Chúng ta phải tìm mọi cách để chúng ta phải tách ra được cái vấn đề này. Đó là chúng ta phải sử dụng các phương pháp tính giá thành công ty của chúng ta đang áp dụng. Phương pháp giản đơn, phương pháp hệ số, phương pháp tỷ lệ, phương pháp phân bước, phương pháp đơn đặt hàng. Đó là các phương pháp các bạn sử dụng để tính giá thành. Nhưng trong tư duy của mình là muốn tính giá thành của sản phẩm dịch vụ nào thì cứ tách ra giùm tôi mới làm được. Còn các bạn mà không tách ra được 621, 622, 627 cho từng sản phẩm dịch vụ mà các bạn cần tính giá thành thì mãi mãi các bạn sẽ không được tính được giá thành. Còn cái cách tách như thế nào thì các bạn phải tùy theo mỗi công ty. Chúng ta phải tìm hiểu quy trình hoạt động sản xuất, quy trình sản xuất ra sản phẩm dịch vụ của công ty mình nó như thế nào, để từ đó chúng ta chọn cái phương pháp tính giá thành cho nó phù hợp, thì từ đó chúng ta tách ra. Rồi nhớ chưa? Ok. Và cái quan trọng nhất mà các bạn đang bị mắc sai lầm ở đây, nhất là cái tài khoản nợ 621 có 152 nè. Cái đây gọi là nguyên liệu xuất ra thực tế để sản xuất. Nợ 621 có 152 là cái số lượng nguyên liệu xuất ra sản xuất á, 100% phải theo thực tế. 100% phải theo thực tế các bạn. Được chưa? Và đối với công ty sản xuất, khi mà có sử dụng nguyên liệu xuất ra sản xuất á, thì 100% các bạn phải kiểm kê. Kiểm kê cái nguyên vật liệu đó, để từ đó các bạn mới tính ngược lại cái nguyên liệu thực xuất. Thì từ đó các bạn mới xem với cái nguyên liệu thực xuất như vậy á,
nó tạo ra cái sản phẩm hoàn thành cũng như sản phẩm dở dang của mình á, nó có hợp lý hay chưa? Được chưa? So với lại định mức nó có hợp lý hay chưa? Ví dụ một ly cà phê là 30 gram cà phê, một ly cà phê là 30 gram cà phê, được không các bạn? Như vậy tôi có 900 gram cà phê thì tôi sẽ làm ra được 30 ly cà phê. Các bạn có công nhận tôi điều nào không? Sẽ là hết 900 gram. Như vậy nếu mà bộ phận bán hàng á, người ta báo cáo cái tháng này á, là bán được có 20 ly cà phê à. Như vậy theo định mức là nó tiêu hao có 600 gram cà phê thôi, đúng không? Nhưng mà người ta báo cáo tháng này á, là bán được có 20 ly cà phê và hết cà phê rồi. Như vậy theo định mức là 1 ly là 30 gram, vậy 20 ly là 600 gram thôi. Nhưng mà mình đã xuất cho người, mình đã gửi cho người ta là 900 gram cà phê thì nó phải tạo ra 30 ly cà phê. Bây giờ báo cáo có 20 ly cà phê là nó hết cà phê rồi. Như vậy là nó hao hụt hết hết bao nhiêu các bạn? 300 gram cà phê nó đi đâu? Đó, đó là cái bài toán mà bắt buộc chúng ta phải kiểm kê là như vậy. Được không? Được chưa? Để chúng ta biết được cái số lượng nguyên liệu xuất ra để sản xuất á, nó có tạo ra cái sản phẩm hoàn thành và sản phẩm dở dang của mình á, nó có đúng theo như cái định mức hay không. Rồi, được chưa? Rồi, các bạn thấy video này hay, hữu ích, mang lại cho các bạn một cái giá trị thì các bạn hãy cho tôi một lượt like, comment, share về tường Facebook cá nhân cho nhiều bạn cùng xem. Được không? Rồi, các bạn muốn đăng ký theo dõi kênh của tôi bằng cách là lên kênh YouTube nè. Chúng ta gõ từ khóa là tự học kế toán. Các bạn bấm vào đây. Rồi, bấm vào Tấn Hải Bùi. Giảm hay tăng? Rồi, các bạn bấm vào một cái video để các bạn xem. Rồi bên cạnh video này có, nó có từ đăng ký kênh, các bạn bấm vào đăng ký kênh. Nhớ bấm vào cái chuông giống như này nè, để mỗi lần tôi ra video 8:30 tối nó hiện lên trên đây, các bạn là người đầu tiên sẽ nhận được. Ủng hộ tôi bằng cách bấm nút cảm ơn nè, mua những cái ánh động ở đây. Rồi các bạn muốn mua sách thì vào trang sách kế toán nè, .org, nó có rất là nhiều loại sách ở đây để các bạn mua. Rồi cảm ơn các bạn, hẹn các bạn trong những video tiếp theo nha. Chào tạm biệt.